Phong sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị về một cái siêu phẩm nằm tại thôn Đông Vinh, huyện Diên Khánh nha cô chú anh chị. Cái vị trí em Hùng đang đứng đây này, thì phía bên cạnh đối diện của Hùng đó chính là khu tái định cư Diên Toàn. Thì cái khu tái định cư này giá bây giờ cũng chơi động là trên dưới 15 triệu một mét vuông rồi cô chú anh chị ha. Từ cái vị trí mà em Hùng đang đứng đây thì đi ra lại con đường đại lộ Võ Nguyên Giáp á, nó chỉ tầm là 2 phút di chuyển thôi cô chú anh chị. Và cái bất động sản mà Hùng muốn giới thiệu cho cô chú anh chị là đây vậy nha. Bất động sản của mình là nó nằm đây. Ê, anh chị này, tổng diện tích của cái bất động sản này của mình đó là 120 mét vuông, nó có thuộc cư của chú anh chị, đất của mình đó là 120 mét vuông anh chị này. Tính từ cái trụ bê tông kéo qua là 5,5 mét, sâu của mình là tầm gần 22 mét của chú anh chị. Tính từ trụ bê tông này chúng ta kéo qua đây tầm 1,5 mét chúng ta đổ sâu xuống kia anh chị nha. Đó là giáp với cái nhà này luôn anh chị ha. Nhà của mình nó có những cái ưu điểm. Thứ nhất á là nó cái việc kết nối giao thương nó rất là thuận tiện cô chú anh chị. Việc đó, cái thứ hai á là đất ở đây này của mình này nó hướng là hướng đông nam luôn. Hướng đông nam là một trong những cái hướng cực kỳ là dễ bán nhất trong cái thế phong thủy của Việt Nam chúng ta anh chị ha. Như anh chị thấy thì đường mình đây xe ô tô đi lại thoải mái này, gì không? Xe ô tô đứng đầu đây mà là xe còn lại đi vẫn được thì cô chú anh chị ha. Đó. Tuy nhiên thì thấy thì xung quanh những cái đất của mình nó hiện tại nó đã có là gia chủ họ đang xây rồi, đã xây rồi anh chị nha. Ở đây thì xây dựng là anh chị mình xin giấy phép xây dựng thì tương lai khi mà Diên Toàn sáp nhập vào thành phố thì chắc chắn cái đất của cái xã Diên Toàn của mình nó sẽ còn tăng lên rất là nhiều nữa cô chú anh chị. Tổng diện tích của bất động sản của mình là 120 mét vuông, ngang của mình là ngang 5,5 mét, sâu của mình là tầm 22 mét, mặt tiền là hướng đông nam, đường xe ô tô di chuyển rất là thuận tiện cô chú anh chị. Xung quanh của mình là khu dân cư mới anh chị ha. Dân cư mới có nghĩa là sao? Cái nơi đây là đang được hình thành những dân cư mới đổ xô về đây, đúng không ạ? Thì cái việc mà nhà nào nhà nấy ở thì nó rất là an ninh, rất là thuận tiện luôn anh chị ha. Nhà mới thì ở đây thì dân cư mới, tất cả đều mới thì dẫn tới là mọi thứ ở xung quanh đây này. Chúng ta đang trong giai đoạn là phát triển, mà khi mà trong giai đoạn phát triển thì cái giá đất ở mình đây thì nó sẽ ít thái ba khi mà có điểm nổi bật nó kéo lên. Nha anh chị, đây. Đây là đường trước đất. Đi ra lại Võ Nguyên Giáp chỉ 2 phút di chuyển về trung tâm của thành phố Nha Trang của mình chỉ mất 10 tới 15 phút di chuyển thôi. Sắp tới khi mà bến xe phía Nam triển khai rồi chợ đầu mối đi vào hoạt động thì chắc chắn những cái khu vực xung quanh mình đây rất là sầm uất nha cô chú anh chị. Dẫn tới là cái nhu cầu thuê này, nhu cầu mua đất mà để xây dựng để mà làm việc tại những cái vị trí này cũng rất là nhiều nha cô chú anh chị. Rồi quý cô chú anh chị nào quan tâm tới cái bất động sản này, hãy để lại comment phía bên dưới hoặc kết nối với Hùng qua số điện thoại. Hùng sẽ chia sẻ thêm thông tin cho cô chú anh chị về vị trí, về pháp lý cũng như là những yếu tố về chia sẻ tiềm năng của cái bất động sản này cho cô chú anh chị chúng ta cùng tiện theo dõi nha. Xin chân thành cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ.